Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video. Thưa bà con và các bạn, hôm nay kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con và các bạn về tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của cây rau sam. Mời bà con và các bạn xem trên hình ảnh. Trong bài viết hôm nay, kênh Cây Thuốc Nam xin giới thiệu 20 bài chữa bệnh, 20 bệnh từ dược liệu rau sam này. Mời bà con và các bạn nghe nội dung sau đây. Rau sam hay còn gọi là mã sĩ hiện, mã sĩ thái hoặc là rau trường thọ thái, có vị chua, không độc, có tính lạnh. Ngoài công dụng là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, cây rau sam còn là dược phẩm với nhiều công dụng đối với sức khỏe con người. Theo kinh nghiệm của dân gian, cây rau sam được sử dụng trong các bài thuốc cụ thể sau đây: nổi mề đay, mẩn ngứa, sốt, phát ban. Thì bà con lấy một nắm cây rau sam, rửa qua nhiều lần với nước để loại bỏ lớp bụi bẩn và tạp chất. Sau đó giã nát toàn bộ rau sam, cắt lấy phần nước cốt để uống, phần bã để chà sát lên vùng da bị tổn thương. Thực hiện mỗi ngày một lần để cải thiện bệnh lý về vấn đề da. Đó là dược liệu cây rau sam này. Chữa dịch sản hậu ra nhiều. Chữa dịch sản hậu ra nhiều thì bà con sử dụng 60g rau sam khô, đem rửa sạch, sắc lấy nước, dùng chia làm 2 lần uống trong ngày. Nếu mà bà con uống mà không thấy khô dịch thì bà con có thể dùng với 200g rau sam tươi giã, vắt nước uống. Và sau đây thì một số lưu ý với bà con và các bạn như sau. Rau sam thì bà con không nên nấu quá chín hoặc là đun sôi quá lâu để mất cái dược chất của nó, và không sử dụng rau sam cho phụ nữ có thai, và không sử dụng cho người bệnh có thể trạng là hư hàn, tức là những người mà lạnh trong người và không nên dùng, hay đi tiêu lỏng thì không nên dùng cái loại rau sam này. Người có tiền sử sạn thận nên thận trọng dùng loại dược liệu này. Đó là những cái lưu ý dành cho bà con. Nếu bà con mà đang có bệnh sạn thận thì không nên dùng cái dược liệu rau sam này nha. Rồi thì trên đây thì kênh Cây Thuốc Nam cũng giới thiệu cho bà con 20 loại bệnh được chữa trị từ dược liệu rau sam, và có một số dược liệu ngoài rau sam ra thì bà con ghi lại và ra hiệu thuốc đông y nơi mình ở gần nhất bà con mua với liều lượng như vậy, và bà con về kết hợp để làm thang thuốc điều trị bệnh cho bản thân mình. Chúc bà con mau hết bệnh và chúc bà con luôn mạnh khỏe. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này, và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản.